Rồi, xin chào quý anh chị cô chú ha. Hôm nay Nhiên sẽ review cho quý anh chị cô chú mình xem một con máy bơm hơi rất là khủng của hãng Detong. Con này mang cái model là DK89160, tức là nó có cái con này cái bình 160 lít nha. Rồi cái công suất của nó là 3 con motor, mỗi con 3 ngựa. Nó sẽ là 9 HP. Còn cái trọng lượng của con này nó khoảng 140 kg nha mấy anh chị. Đó, nhìn cái máy nó hơi lớn ha, nó dài gần 1m2 lận. Thì cái áp lực của nó cũng là 83, thằng nào cũng vậy, nó cũng chỉnh 83, 6750 W. Cái lượng hơi của nó bơm là 750 lít trên 1 phút mà mấy anh chị. Đó, rồi tốc độ motor của những con này là nó chạy tua chậm thì nó sẽ bền hơn 1400 vòng 1 phút thôi. Đó, anh chị thấy cái số liệu của nó đưa ra thì mình nhìn con máy như thế này rất là dữ dằn ha. Con này nó thích hợp cho những quý anh chị mình xài nhà xưởng đâu đó, làm tiệm rửa xe hay là cần cái lượng hơi lớn, làm cái gì đó cắt lát ma gì thì mình mua con này. Nó có một cái bảng điều khiển ở đây, nhưng tháo ra trước một cái cho mấy anh chị mình tham khảo luôn, là một cái bo mạch nó rất là dữ dằn ha. Đây là nó điều khiển ba con máy trên này, anh chị thấy mỗi con nó có hai đầu và hai đường xuống, đưa đi xuống bình. Nó có chiết khí đây, đầu nào cũng vậy, ba đầu giống nhau, mỗi đầu nó có hai bue bơm ha, hai cái bue là lọc khí đó, đầu xuống của nó. Đây, Nhiên sẽ qua bên cái con lên này, Nhiên sẽ cho mấy anh chị mình xem khi test cái con này nó chạy cái lượng hơi rất lẹ, một cái bình lớn như thế này, nhưng mà nó chạy chỉ có là 1 phút 40 giây là đầy bình. Chút xíu bấm đồng hồ cho mấy anh chị coi ha. Đây là đồng hồ, đây là đầu ga, hai đầu ga, đầu lớn, đầu nhỏ. Rồi ở bên này là cái van an toàn. Nếu mà lỡ sự cố cái gờ le này nó có bị trục trặc gì thì đây là cái van an toàn. Cái bình này thì rất là dày ha, cực kỳ dày, nó nặng tới 140 kg, là quá dày ha. Đó, gờ le nó là gờ le nằm, gờ le trắng như thế này thì cái máy nó gờ le nó sẽ rất là bền. Thế nhưng qua cho mấy anh chị mình xem cái bảng mạch điều khiển, những cái thằng này nó về là nguyên thùng nha mấy anh chị, nguyên cái thùng gỗ. Khi vận chuyển mấy cái con này mấy anh chị mua là vận chuyển bằng xe lớn nha. Ở đây thì nó có cái bảng mạch của nó như thế này, ở trong này thì nó có cái dây, đây là nó điện một pha 220 nha mấy anh chị. Ở đây là điện một pha, thì cái dây ở bên chỗ này á, là cái dây này là cái dây mát. Khi chúng ta sử dụng chúng ta nên câu cái dây mát cho nó an toàn, dây te đó. Rồi, ở đây bảng mạch khi chúng ta khởi động thì mấy anh chị mình thấy nhấn vô thì nó có ba cái motor, một khởi động một nè. Khởi động cái thứ hai nè. Sau mấy giây nó sẽ khởi động tiếp cái thứ ba nha mấy anh chị, tức là nó khởi động từ cái để cho giống như là nó sẽ ổn định cái điện chúng ta, nó không có sụp dòng quá nhiều ha. Nếu chúng ta muốn khởi động một cái, thấy không, chúng ta tắt một cái, chúng ta tắt hai cái, nó chỉ chạy một cái thôi, thì khi chạy một máy thì sẽ nó cái lượng hơi nó sẽ chậm hơn. Chúng ta muốn hai máy thì chúng ta nhấn lên hai máy, muốn ba máy thì chúng ta khởi động ba máy. Cái bảng điều khiển này nó rất là hay, nó sẽ lợi thế cho chúng ta. Mấy anh chị biết nếu mà máy nào tốt cỡ nào thì tới một giai đoạn nó cũng sẽ hư một cái những cái phụ kiện. Nếu chúng ta cần đem đi thay thế thì chúng ta tháo trước một máy, chúng ta đem đi sửa chữa bảo hành hay bảo trì, còn lại hai máy chúng ta vẫn hoạt động ở xưởng bình thường ha. Đó, thì nó lợi thế là chỗ này. Rồi, ở đây là đang là 0 kg nè. Bây giờ mình sẽ bấm đồng hồ cho mấy anh chị xem cái mức độ rồi khởi động. Giờ chúng ta sẽ khởi động nha. Đó, bắt đầu nè, bấm một motor, hai motor, tiếp cái nữa là ba motor ha. Chúng ta xem 1 phút 40 giây nó đầy một cái bình là 160 lít như thế này ha. Đó, xem, chúng ta sẽ xem cái mức độ, cái tốc độ lên hơi của nó. Nhìn mấy cái đầu rất là đã ha, đầu rất là lớn, mỗi motor 3 ngựa, hai đầu lớn. Tốc độ chạy rất là lẹ à. Cái này mà đem để ở mấy cái xưởng ra sửa xe ha, là hết bài. Để mình rửa xe, mình xịt rồi đó thì là ok. Cho nó cái chiều cao của con này nó khoảng tầm một, nó còn bánh xe khoảng 90, gần 1 mét á. Đó, gần 1 mét luôn. À, nó còn ở dưới, nó còn 4 bánh xe mấy anh chị, tại này nó nặng dữ lắm, 140 kg, nên nó lại đòi hỏi là 4 cái bánh xe bên dưới để mình đẩy ha. À,
mấy anh chị mình có nhu cầu về cái sản phẩm này thì cứ liên hệ máy xây dựng Hồng Nhiên ha. Giá của con này là giá bán của nó là 14.500.000. Một phút ba, à đây nè, đó, tức là 1 phút 40 giây, mấy anh chị thấy chưa? Đó là nó đầy 3 motor. Khi nó cũng ngắt lần lượt 3 motor nha mấy anh chị. Motor xứ nước thứ nhất, thứ hai, thứ ba, chứ không phải nó ngắt đồng loạt. Và khi nó đề lên nó cũng đề từ từ để coi như là nó không có sụp dòng điện của mình ha. Ở một máy DK Deston DK 89-160, lưu lượng hơi cực lớn. Anh chị mà xài những cái nhu cầu của mình là những cái đồ hơi lớn thì chúng ta phải sử dụng tới những con như thế này thôi. Rất là tiện lợi. Đây bảng điều khiển của nó, ở trong anh chị thấy nguyên cái bo mạch nó rất là lớn ha. 14.500.000 cho một con máy này thì nó sẽ phù hợp hơn cho chúng ta. Bây giờ nó chạy những cái này nó im á, nó dễ trong nhà xưởng nó im thì chúng ta dễ sử dụng hơn. Chứ chạy những con mà ngày xưa mà hàng bãi về nó kêu sạch sạch, chưa muốn ngủ chưa cũng không được ha. Nhức đầu thì thôi mua những cái con như thế này của Deston. Deston bây giờ nó rất là đa dạng mẫu mã, làm rất chất lượng. Giá thì rất là bình dân ha, dễ xài cho mọi người. Bảo hành tất cả đều được bảo hành 6 tháng và Deston cam kết là tất cả phụ kiện đều có hết, cái gì cũng có ha. Nguyên cái bình cũng có luôn. Thì mấy anh chị mình có nhu cầu về sản phẩm này với giá 14.500.000 thì mấy anh chị mình có thể liên hệ máy xây dựng Hồng Nhiên. Trong nội thành Sài Gòn Nhiên sẽ bao vận chuyển tới chỗ cho mấy anh chị nha. Đó, còn ở xa thì mấy anh chị mình liên hệ mình chuyển tiền thì Nhiên sẽ chuyển ra tới nhà xe gửi về cho mấy anh chị nha. Rất là cảm ơn quý anh chị cô chú mình đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay. Bây giờ Nhiên xin chào, hẹn gặp lại vào những video kế tiếp. Bye bye.